Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Bình Luận Viên Huy Mạnh. Với việc Euro 2020 sẽ bước vào loạt trận tứ kết và chúng ta cũng đã có những khoảng nghỉ cực kỳ quý giá trước khi cùng trở lại với giải đấu hấp dẫn nhất lục địa già, thì trong đầu giờ chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2021, một sự kiện cũng rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, đó chính là lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022 được diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Á. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả của buổi lễ bốc thăm cùng với bảng đấu ở vòng loại thứ 3, nơi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên được góp mặt và sẽ chạm trán với những đối thủ sừng sỏ ở khu vực châu Á, cũng như lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp đến. Với việc giành được 17 điểm sau 4 lượt trận ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á tại bảng G, đội tuyển Việt Nam đã nằm trong nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng loại thứ 3 cùng với 11 đội bóng còn lại. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với 11 cái tên cũng như hai bảng đấu tại vòng loại thứ 3. Và trước khi lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 diễn ra thì AFC cũng đã chia 12 đội bóng thành 6 nhóm khác nhau để chia vào hai bảng đấu ở vòng loại thứ 3, mà ở nơi đó đội tuyển Việt Nam cùng với Liban xếp ở nhóm 6, Oman và Syria ở nhóm 5, Iraq cùng với Trung Quốc ở nhóm 4, Ả Rập Xê Út và UAE ở nhóm 3, Australia và Hàn Quốc ở nhóm 2 và ở nhóm đầu tiên đó là Nhật Bản và Iran. Và cuối cùng buổi lễ bốc thăm cũng đã được diễn ra và đây là kết quả của hai bảng đấu. Ở bảng A gồm có Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Liban. Trong khi đó ở bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sân nhà và sân khách, thì đội tuyển Việt Nam sẽ có 10 trận đấu khó khăn trước năm đối thủ Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Nhật Bản. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022. Và sau khi vòng loại thứ 3 kết thúc thì hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở hai bảng A và B sẽ có tấm vé trực tiếp đến Qatar năm 2022. Trong khi đó hai đội xếp vị trí thứ 3 sẽ thi đấu playoff chọn một đội đại diện cho châu Á thi đấu playoff với đội bóng ở khu vực Bắc Mỹ. Và như vậy là sau rất nhiều thời gian chờ đợi thì bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á cũng đã lộ diện trước các đối thủ rất mạnh đó là Nhật Bản, Australia cùng với Ả Rập Xê Út. Và hai đội bóng được đánh giá ngang cờ Oman và Trung Quốc. Cơ hội nào sẽ dành cho thầy trò ông Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia Việt Nam? Quý các bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận, comment và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau.